thân nào mà không có ham, không có muốn. Nhưng mà có điều á, mình học Phật á là để mình có chánh niệm về những sự ham muốn của mình. Ham muốn nó có hai loại: ham muốn thượng, ham muốn hạ. Thí dụ như mình ham đi chùa, ham bố thí, ham làm việc thiện, ham giúp người, cái đó là ham muốn thượng. Còn thí dụ như mình ham tiền, ham sắc gì đó, cái đó là ham muốn hạ. Mà bản thân của con người á, đã là bản đã mang cái thân con người á, thì nó có những cái ham muốn của nó. Vì vậy cho nên mình tu á, là để mình điều chỉnh, mình điều phục nó, không để cho những cái ham muốn mà nó đi xa hơn những cái thường tình để làm đổ vỡ. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tạo nhiều cái duyên. Chẳng hạn như là mình giảm những cái duyên mà tùy theo mình phải tự biết mình rơi vào cái nào để chúng ta né nó đi. Pháp Hòa ví dụ, mình có cái tính đó, ham nhậu, thì mình phải giảm duyên chơi với bạn nhậu. Và những nơi nào có nhậu thì mình phải né đi, để không có làm cho mình bị lao vào đó, tại vì nhiều khi mình không tự thắng được. Đức Phật dạy điều này ở trong kinh đàng hoàng chứ không phải tự nói. Đức Phật dạy có 7 phương pháp để làm cho mình né tránh phiền não. Thì trong đó có một phương pháp Phật dạy là: thứ nhất là mình điều phục, thứ hai là né tránh. Điều phục là sao? Thí dụ bây giờ quý vị sống trong xã hội nè, còn giao tiếp phải không? Thôi thì bây giờ hôm nào có tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, thôi nôi đầy tháng gì đó, mình uống chút xíu, nửa lon bia, lon bia gọi là xã giao. Nhưng nhiều đó thôi nha, không hơn. Đó. Thì chúng ta có cái chừng mực của mình, và có cái điều phục của chính mình, không để mình đi xa hơn nữa. Còn nếu như mà mình dễ bị dụ á, lon mãn thú gì, thôi lon thứ hai đi. Mà người ta đã nói được lon thứ hai thế nào, người ta cũng sẽ cúng mình thêm lon thứ ba. Mà riết cái mình không tự chủ được rồi, thì người mình sẽ bắt đầu thành một cái người ghiền, người nghiện. Và hơn nữa, đã vui với cái đó rồi, thế nào cũng đi tìm. Cho nên từ đó mình mất tự chủ. Vì vậy á, sẵn Pháp Hòa cũng nói, tại sao mà các thầy á, quý vị hay nghe nó, ủa tại sao ăn chay mà không cho ăn hành ăn tỏi? Có bao giờ biết mấy chuyện đó không? Hành tỏi thì lẽ là nó là rau củ mà sao không ăn? Nhưng mà bởi vì trong hành tỏi nó nhiều cái chất kích thích. Mà người tu thì mình muốn giảm cái đó để mình đỡ cực. Thấy không? Thì thử ra người tu mình né cái đó đi. Để nó cái chất đó nó không ở trong người của mình nhiều. Cái gì cũng vậy hết. Tại sao mình không coi những cái phim ảnh sách báo nó mang cái tính chất gọi là trần tục, tham muốn, bạo động, hận thù, sợ hãi, vì mình muốn giảm cái sự đam mê của mình mà mình không tự chủ được tâm. Cho nên cái giới thứ năm á, cái giới thứ năm là cái giới không uống rượu, hút thuốc đó. Quý vị nghe giống như đơn giản vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà đúng, mình hiểu đúng là cái giới thứ năm là làm sao chúng ta có chánh niệm về những cái tiêu thụ hàng ngày của thân và tâm. Đối mặt thân là về thức ăn, rượu chè xì ke ma túy, những gì đưa vào thân. Còn đối với mặt tâm thức hay là tâm linh hay là tinh thần thì chúng ta phải cẩn thận những gì chúng ta tiếp xúc qua mắt, tai, mũi, nó không đưa vào, tại cái đó nó ảnh hưởng tinh thần của mình. Thí dụ những cái phim mà mỗi lần mình coi là mình tăng trưởng cái bạo động, giảm coi. Quý vị thấy nít không? Đó, mình cứ nhìn vô con nít là mình biết. Hễ nó coi phim bạo động nhiều á, là nó coi một thời gian là quý vị sẽ thấy nó bạo động. Động tới nó là nó cung tay, nó đá, nó múa, nó làm, nó quào, nó cào. Vì cái tánh bạo động bắt đầu đã hấp thụ trong người nó, trong tâm linh nó bằng con đường phim ảnh.
Cho nên tại sao mình phải giảm những bộ phim bạo động không cho con nít xem? Mình phải giảm những cái phim ảnh mà nó có chứa đựng sự thèm khát, sự hận thù, sợ hãi trong đó. Tại vì mình không có phải thánh thần. Mình phải giảm duyên thôi à. Cho nên tại sao chúng ta vào trong chùa chúng ta tu? Tại vì trong chùa không có những cái phim ảnh đó. Thì cái sự tịnh tâm của mình, cái sự hướng tâm, cái sự tu tập mình nó mạnh thôi. Cho nên á, cái sự ham muốn á, nó bàn bạc trong cái xã hội ngày nay. Mà nhất là thời đại văn minh gì đó, internet mà mạnh chừng nào thì con người dễ dễ xa với cái thực tế. Đừng nói chi nội con người mà sống ảo trên mạng không là mình thấy rồi, cũng đã quá trời rồi. Quăng cái hình lên thôi, để cái chụp xong rồi người ta để lên trên đó thôi, lát cái nó tiếng to cái mình nhảy vô liền, coi ai thả bom, thả tim, thả bông, thả gì rồi cái bắt đầu người ta comment đẹp quá chị, cái vậy hả em. Ăn một tô phở cũng bỏ lên, tô mì cũng bỏ lên, đi chơi cũng bỏ lên, làm cái gì cũng bỏ lên. Mình cứ sống, cứ lẩn quẩn ở trên đó đó. Thấy không? Mà thực tế dưới này mình quên. Thấy không? Chính bản thân người lớn đôi khi mình cũng sống lững lờ ở trên vậy đó. Rồi mình lúc nào mình cũng nghe những cái lời ở. Cho nên ngày nay người ta còn có nhiều cái hình thức hấp dẫn con người. Quý vị hỏi phải có Zalo không? Nó không. Thiệt tự là không có. Không có Zalo, Zaliết gì hết. Không có Instagram gì hết. Đó. Mà cũng không có Facebook nha. Quý vị đừng có nghe thầy Pháp Hòa kêu gọi trên trên Facebook rồi họ chụp hình bỏ lên, trời ơi tưởng là mình rảnh lắm chụp hình xong bỏ lên mạng rần rần vậy. Không có thầy. Thiệt sự bao nhiêu năm nay Pháp Hòa chưa bao giờ, quý vị có thấy qua cầm máy chụp ai không? Mà chụp gì không? Ai có hình em có thôi chứ em có hình. Cho nên mình, cái này không phải chỉ riêng cho giới trẻ mà hầu như tất cả con người chúng ta. Xã hội mà người ta càng văn minh tiến bộ chừng nào thì chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh. Thật ra cái gì cũng phải do mình điều chỉnh thôi. Đừng bao giờ trách móc bất kỳ ai trong cuộc sống của bạn. Người tốt sẽ cho bạn hạnh phúc, người xấu cho bạn kinh nghiệm, người tồi tệ nhất cho bạn bài học, người tuyệt vời nhất sẽ cho bạn kỷ niệm. Còn bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là cách nào Pháp Hòa quán để Pháp Hòa không có giận, không có buồn. Một ngày thôi. Thí dụ cái người đó ta làm mình giận phải không? Ta làm mình buồn, nếu qua suy nghĩ vậy nè. Mình với người kia biết sống hết ngày hôm nay không? Có một cô đó đó, người Mỹ, cô mới gọi cho Pháp Hòa. Cô nói thầy, bây giờ thầy làm ơn thầy phone ông chồng tôi, thầy nói giùm tôi được không? Thầy nói với ổng là vợ chồng già rồi, đừng có bắt tôi mỗi lần gặp ổng là phải ôm ổng cái I love you, I love you. Tại vì cái ông chồng muốn vậy đó. Ổng muốn là mỗi lần gặp ổng là phải hất ổng cái honey, I love you. Mà bà nói Pháp Hòa là vợ chồng già rồi, bà không muốn nói gì nữa. Pháp Hòa mới nói bà muốn tôi bị chửi hả? Pháp Hòa muốn tôi bị chửi hả? Trời đất ơi, tự nhiên tôi phone, chuyện này là chuyện tế nhị giữa vợ chồng với nhau, tôi ở đâu ba xàm tôi phone tới tôi. Đó. Mình cứu chúng sanh mà phải tư duy tu, tu thiền, làm anh hùng, đưa số phone đi. Phone cho ổng liền. Hey you, you know you. Chà, nguy hiểm quá. Cho nên mình phải tư duy tu. Pháp Hòa mới nói bây giờ tôi chỉ bà khách quán nha. Thí dụ bây giờ bà từ chối, bà không ôm ông đi. Rồi chiều nay ông bị stroke, ông nằm đó, ông không biết gì nữa hết.
Bà nói trời ơi, if I know this is the last day, I will do it. So honey, wake up, I love you. Thì nó muộn rồi. Phá Hoài nói tôi không có giỏi gì hết á. Nhưng mà cái tu của tôi là tôi sống một ngày thôi. Tôi lúc nào tôi cũng tâm niệm tôi có một ngày để sống thôi. Cho nên tôi làm gì mà để ngày đó tôi an lạc là tôi làm. Tôi làm gì mà ngày đó tôi giúp được cho ai là tôi làm, mà tôi không nghĩ là tôi tới ngày mai. Thì trong cái tuần lễ này Pháp Hòa nói với cái cô đó và với cái chú Phật tử đó. Chú nói trời ơi, nhiều lúc thầy biết không chướng con mắt lắm mà phải nói. Pháp Hòa mới nói thì đúng rồi, trong cuộc sống này không có gì mà mình không phải thấy hết đó. Nhưng mà nếu mà mình thấy và mình phải nói mà nó không có những cái mình khoan nói, không phải là không nói nha, khoan nói. Có những cái sẽ nói và thậm chí có những cái không nói. Sẽ nói, khoan nói, khỏi nói. Tôi thường suy nghĩ như vậy. Và tôi nghĩ rằng bây giờ nếu mà tôi giận cái người đó, thí dụ bây giờ tôi nói lại đi, rồi lỡ chiều cái người đó chết, cái tôi hối hận. Thì cái người thân của mình cũng vậy. Bây giờ ông đâu cần gì nữa đâu, ông chỉ cần bà ôm ông cái thôi. Mà nhiều người khi mà còn sống bây giờ làm chuyện đó. Ví dụ như không bao giờ nói được những lời ngọt ngào thương yêu, tới hồi nằm ngay rang chỗ nó vậy. Thì mình bắt đầu mình giật người đó vậy. Dậy, ông dậy đi, tôi nấu cho ông ăn. Đó. Quý vị biết Pháp Hòa đi cái đám tang á, hai ông bà, ông chồng muốn ăn bún, thì bà vợ đứng dậy đi lấy cái tô bóc bún. Bóc bún vô tô xay là ông gục chết rồi. Chưa kịp ăn tô bún nữa, đứng dậy lấy tô bún thôi, quay lại ông chồng gục chết rồi. Cho nên cái mà Pháp Hòa thường suy nghĩ để mà Hòa sống là một ngày thôi. Cho nên every day, mỗi ngày mình tuyên bố lên. Thay vì mình nói năm mới phải không? Năm mới nhiều quá, lâu quá. Sáng ngủ dậy, ngày mới. Mỗi ngày ngủ dậy là tôi có một ngày mới. Tiếng Mỹ gọi là new day, new me. Hôm nay ngày mới, tôi sẽ mới. Vậy đi. Có nhiều khi á, cái người đó sờ sờ mà mình đã mất họ rồi đó. Mình mất họ qua một câu nói, mình mất họ qua một hành động. Đâu phải chết mới mất. Sống sờ sờ mà không hiểu nhau, không cảm thông cho nhau, do giận tức, do buồn phiền, do đủ thứ, chúng ta làm một việc, nói một lời, mình đã mất họ muôn cái, là hết một đời này rồi. Mình không có mất họ bằng cái hình tướng, nhưng mà mình đã mất trái tim của họ rồi. Sống chung nhà nhưng họ không còn tình cảm gì với mình nữa. Thưa thầy, làm thế nào để vượt qua lòng ganh tị? Ganh tị là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là đố kỵ. Thường thường là mình, trước khi mình tủi tị mình phải tủi thân. Sao tôi tủi thân tôi quá à? Vậy đó, ai cũng thương, còn tôi không ai ngó. Mà tủi thân là qua tủi tị gần lắm à. Chữ tị là mình đố kỵ, nghĩa là mình ganh với cái vị đó. Cái chìa khóa đó với cái ổ khóa đó làm việc với nhau. Thì một hôm á, cái ổ khóa nó mới trách cái chìa khóa. Nó mới nói cũng cùng là một bộ với nhau, nhưng mà tôi thì khổ hơn anh. Chủ nhà đi đâu là đem tôi ra móc ngay cửa. Còn anh thì được đi theo chủ dân du khắp nơi. Còn tôi mãi mãi cứ đứng ngay cửa đó để cho họ khóa lại. Thế chìa khóa nó nói trời ơi, anh ổ khóa ơi, thấy anh vậy mà anh cũng có phước hơn tôi. Anh ở đây anh được hít thở không khí, còn tôi cứ chui vô cái quần ngọt muốn chết. Thì khóa đã xong, nhét cái chìa vô.
nhiều khi tôi ngửi đủ mùi mà anh đâu có biết. Cái chìa nó nói với anh khóa ổ khóa vậy đó. Cái thì anh ổ khóa đó tức mình. Một ngày nọ chủ để cái ổ khóa khóa xong, chủ quên, sẵn dịp nó hất cái chìa khóa vô cái thùng rác. Vì nó nghĩ rằng á, tao hất mày đi để mày khỏi theo chủ nữa. Chủ đâu có nhớ, tưởng đâu là mình giữ chìa khóa trong người. Đi vân du một ngày trời về, lục giỏ không có chìa khóa. Bây giờ không có cái chìa thì làm sao mở? Cuối cùng lấy búa đập nát cái ổ khóa để được vô nhà. Mà cái ổ khóa bị đập rồi nó hư thì làm sao dùng lại được? Sẵn cái thùng rác đó, dục cái cốp vô đó. Lúc đó ổ khóa nó gặp lại chìa khóa. Chìa khóa nó nói welcome. Quý vị nhớ câu chuyện không? À, nhớ câu chuyện đó đi để trả lời ganh tị. Mình ganh mình là chìa khóa mà mình ganh với cái ổ khóa. Hay là ngược lại, ổ khóa mà đi ganh với chìa khóa, rồi mình làm cho chìa khóa nó rọt vô cái thùng rác, để nó cuộc đời của nó khỏi cần ai dòm ngó nó nữa. Thì người ta không có chìa, người ta không mở được mình một cách trơn tru, thì người ta phải đập mình thôi. Mà một khi mình mà cái ổ khóa bị hư rồi thì làm sao xài được nữa? Thì mình cũng, cái số phận của mình cũng đi đâu? Cũng đi vô cái thùng rác chung với cái chìa thôi. Mà chẳng những như vậy, mình tan nát rồi mới được vô đó nữa. Khi mình muốn nói chuyện này, nhiều chuyện để kể quá. Nào cái chuyện ba con rận nó kiện nhau nè. Nào là cái chuyện cái lưỡi nó thưa cái thân nè. Thôi để dành đó đi, tháng sau qua kể. Khi mà con muỗi nó cắn mình á, mình có thói quen mình làm gì? Đập muỗi. Đập muỗi, đập bài thơ, đập bài tụng kinh muỗi liền. Vì tao, tao phải đập mày. Vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Phải vậy không? Con muỗi nó cắn mình đau trên mặt là mình giả cái bóp. Con muỗi nó chết nhưng mà ai cũng đau? Mình cũng đau. Vì tao, tao phải đánh mày. Mà vì mày mà tao phải đánh cả hai, là đánh mày, đánh tao. Mình muốn người đã chết, nhưng mình cũng chung số phận đó. Cho nên có nhiều vị nói, thưa thầy, bây giờ tôi muốn hại cái người đó vậy đó. Pháp Hòa hay đem một cái ví dụ. Pháp Hòa nói, chú, bây giờ cái người chú ghét đó, nó đang đứng ngay cây xăng á. Chú tới chú châm ngòi cho nó nổ cây xăng. Chú nghĩ là cho cái người đó chết. Mà chú đâu có biết rằng cái người chết của mình sao chạy sao kịp. Nó nổ là mình cũng dính luôn. Mà chẳng những người đó chết, chú chết, mà người xung quanh đã ảnh hưởng. Có đôi lúc mình sống, mình không cần phải thế thiên hành đạo ra tay gì hết trơn. Nhân quả nó đều có mặt. Cái ganh tị nó làm con người mình xấu, chứ không có đẹp gì hết trơn á. Như hôm qua bà thưa đó, mình đã nghèo cái gì? Nghèo tiền của rồi, mà nghèo luôn tâm hồn là ganh tị. Thì không nên. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền cũng biết cái tâm này, cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta phát cái nguyện tùy hỷ công đức. Công đức tùy hỷ nó lớn bằng với cái người làm. Tại vì sao? Tại vì cái người làm á, họ có của họ làm, mình không của, mình tùy hỷ theo, tương đồng. Cho quý vị nhớ không? Cái nguyện của 10 nguyện Phổ Hiền, trong đó nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy tùy hỷ công đức là ai nhớ? Đọc lại từ đầu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói phẩm tùy hỷ công đức, phải không? Mình làm cái người ta làm điều đó, mình không làm được điều đó, mình tùy hỷ. Cái bài khấn nguyện nè: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Cho con biết
vui với cái vui của mọi người. Cho con biết thấy thấy người khác thành công như chính mình làm được. Cho nên á, cái gì mình làm không được, mình thấy người khác làm mình cứ vui đi, mình cứ tùy hỷ theo. Hồi ở Việt Nam á, có một cái người đó đó, sống trong một gia đình 50 gia đình mà 49 gia đình giàu hết, con mình họ nghèo à. Thì cái người hàng xóm đi tới chơi mới nói, ủa trong cái xóm này ai cũng giàu mà có mình anh nghèo, mà sao anh không có phiền não, anh không có bực bội? Nói, cái người trả lời sao biết không? Tôi đâu có gì để bực bội, mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Ở trong xóm này 49 gia đình giàu, có mình tôi nghèo à. Không lẽ 49 này người này không nuôi nổi tôi mỗi ngày một chén cơm? Do tôi không ganh tị với ai, tôi mỗi ngày tôi sống tôi vui vẻ với làng xóm của tôi, cho nên tuy tôi không của để giữ, họ giữ hết trơn rồi, tôi khỏi lo. Nhưng mà ngày nào họ cũng cho tôi cơm ăn. Tết á, người cho tôi cái áo, người cho 49 nhà, không lẽ không có tới 20 nhà tặng quà tôi sao? Họ không cho tôi được cái gì sang trọng, nhưng họ biết tôi cần cái gì, họ cho đúng cái nấy. Cho nên thấy tôi nghèo chứ tôi giàu, mà thậm chí nói tôi trung lưu, không cần giữ. Họ có của họ giữ, tôi không của khỏi giữ, họ giữ giùm tôi. Tới ngày tháng họ đưa tôi xài. Quý thấy điều chừng đó không? Cho nên tùy hỷ công đức. Tại sao ở trong chùa Việt Nam mình ở cái thùng tiền để cúng dường? Tại sao mình không có để gì, mình để tùy hỷ công đức? Hai cái nghĩa chữ tùy. Anh vui vẻ tùy lòng bỏ vô đó bao nhiêu cũng tốt. Người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cúng dường tùy hỷ đều tốt. Thưa đại chúng, cái người làm và người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên, 100 cây đuốc khác tới mồi không hề có nao núng. Cây đuốc gốc cũng không bao giờ vì 99 cây đuốc kia mà nó bị hao mòn lửa. Nó vẫn là như vậy. Quý vị thường hay nói đạo Phật là tu tâm. Đúng như vậy. Tại vì sao? Tại vì nếu tâm là cái nguồn cội, mà tâm không có vững, tâm không yên thì mọi thứ nó loạn theo. Quý vị để ý rồi quý vị sẽ thấy. Hễ khi nào mình ở gia đình của mình á, chồng tâm cũng an, vợ tâm cũng an, thì tự nhiên con cái nó an tâm theo. Tại vì sao? Nó yên tâm là ba mẹ lúc nào ít có khi nào gây gỗ, la hét lớn tiếng. Tại sao? Vì mẹ biết tư duy khi mẹ giận. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Cái người chồng hiểu điều đó, người vợ cũng hiểu điều đó. Ở chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời nào khen. Mà nếu ai cũng tư duy được điều đó thì tự nhiên cái nhà nó yên. Từ đâu mà ra? Từ cái tư duy đó, từ cái suy nghĩ đó. Mà được như vậy là cái phước đó, chứ không phải bình thường. Cho nên gọi là phước nghiệp. Có những người tạo nghiệp, nhưng mà ác nghiệp, bất thiện nghiệp, hắc nghiệp. Còn chúng ta, nếu chúng ta muốn có phước không? Phước ngay dưới chân. Phước ngay dưới chân. Mình giận thì nhất định không có nói gì hết, và không có làm gì hết, là án binh bất động. Những lúc mình giận, những lúc mình muốn nói ra một câu hay là làm một cái gì đó để cho hả giận, cái thường tình là nó như vậy. Tức là cái khuynh hướng muốn trừng phạt, trừng phạt người kia thì mình mới khổ. Nhưng mà kỳ thực trừng phạt người kia rồi á, người kia khổ, người kia sẽ trừng phạt mình lại liền, tức mau lắm. Và chúng ta leo thang chiến tranh, leo thang trừng phạt. Người này phạt một cái, người kia phạt lại một cái. Cả hai dìu nhau, đôi tay dìu nhau vào địa ngục một cách rất là mau chóng. Khi chúng ta thương yêu ai đó, chúng ta thường làm cho người đó có hạnh phúc, hay là làm cho người đó bị tổn thương. Bạn đừng tưởng rằng bạn thương yêu ai mà bạn không làm tổn thương người đó đâu nhé. Dù đó là người bạn thương yêu nhất trên đời, dù rằng người đó bạn tin rằng là đó là sự sống của bạn, nhưng
bạn vẫn là người không thể kiểm soát được bản thân mình. Tại sao vậy? Tại sao mình làm đau khổ, làm tổn thương người mình thương yêu? Tôi tin rằng không ai cố tình cả. Mà nếu có cố tình thì đó là lúc họ đang đồng nhất họ với quỷ dữ ở trong lòng, với sân si ở trong lòng mà thôi. Phải thừa nhận rằng con cái ngày nay, dù là ở thôn quê hay là thành thị, họ cũng đều hướng tâm ra bên ngoài nhiều hơn là dành cho gia đình. Bởi vì xã hội này có quá nhiều thứ hấp dẫn, cũng từ nguyên nhân là do nền kinh tế bùng nổ và nền công nghệ lên ngôi. Theo đó mà người trẻ cũng không còn giữ được tâm hồn trong trẻo, rảnh rang thư thái để quan sát thế giới xung quanh mình, để ý thức được những gì đang xảy ra trong gia đình của mình, để cảm nhận được không khí sinh hoạt đầm ấm của gia đình là quý giá, là nuôi dưỡng, chứ không chỉ có những thứ hấp dẫn ở trên mạng hay là ở ngoài đường kia. Một đứa con thời nay mà hỏi: mẹ ơi, mẹ có khỏe không? Ba ơi, ba có cần con giúp gì không? Công việc của cha mẹ hôm nay như thế nào rồi? Đó thật sự là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt, rất là sâu sắc. Có thể nói đứa trẻ đó cũng đã thừa hưởng được sự nuôi dưỡng tính cách đó từ chính cha mẹ của chúng, thì chúng mới được như vậy. Trong khi đó cha mẹ thời nào thì cũng có khó khăn, cũng cần được sẻ chia và thấu cảm. Cha mẹ thời nay thật ra áp lực lại càng nhiều hơn, cơ hội quay về chăm sóc tâm hồn ít hơn. Theo đó mà họ dễ có phiền não và dễ bị tổn thương hơn. Cho nên cha mẹ luôn rất cần sự có mặt ấm áp của các con. Nhiều khi chỉ cần một câu hỏi thăm, an ủi, động viên, một cử chỉ ân cần cũng đủ làm cho cha mẹ cảm thấy ấm lòng, cảm thấy được đỡ nâng. Cha mẹ sợ nhất là con mình không thương mình, không hạnh phúc khi ở bên mình, ngày một rời xa mình. Cho nên cần lắm những đứa con có những cái nhìn rộng rãi, có ý thức về tình cảm gia đình, để cùng cha mẹ xây dựng không khí đầm ấm yêu thương của gia đình, thay vì chỉ đòi hỏi. Con cái cũng có thể nhắc nhở cha mẹ mình một cách nhẹ nhàng, giúp cha mẹ bớt đi sự căng thẳng, dừng lại, tận hưởng những giá trị màu nhiệm trong giây phút của hiện tại. Đừng đợi đến khi làm cha mẹ rồi chúng ta mới nhận ra điều này thì đã là quá muộn. Bất cứ việc gì nó đến, khoan hả kết luận, đâu có vội đâu. Nhưng mà đa số chúng ta rất là vội, bởi vì chúng ta sống theo cái tập quán của mình là vội vã, vội yêu rồi vội chia tay, vội nói thương rồi vội từ chối. Thấy người ta rên rên vậy móc tiền đưa, tới hồi biết nó gạt mình, trời ơi tôi tức muốn chết. Rồi xong cái bà kia bà nói cái này, sao bà không nói sớm. Thật ra mình, cho nên đôi lúc thật cái đó cũng không sao. Nhiều khi trong cuộc sống thỉnh thoảng nó một hai lần vấp như vậy đó, để rồi mình có cơ hội mình sống chậm lại. Ngày xưa mà mình muốn cưới người đó, ai cản lại mình ghét người đó lắm đó. Còn bây giờ thì mình ghét luôn cái người mà mình muốn cưới. Mình ghét những người cản mình, tại sao không cản thêm nữa? Đó là mình chứ ai. Cũng đam mê đó, cũng cao hứng đó, rồi cũng mãnh liệt lồng lộn đó, rồi chán chường mà muốn rút lui cũng đâu phải dễ. Phải trả một cái giá rất đắt mới được rút lui. Đó là chia nửa gia tài. Rồi rút ra bài học kinh nghiệm, rồi lại rút ra bài học kinh nghiệm, rút hoài, rút mãi, rút hết cả đời người. Vì mình tưởng là mình còn sống lâu lắm, nhưng mà đại dịch đã làm cho chúng ta sáng mắt là bất cứ người trẻ nào cũng có thể rời xa cuộc đời này. Bạn là một người đã từng có hạnh phúc mà bạn không biết giữ gìn, phải chờ khổ đau đến gõ cửa, ập vào trong căn nhà của bạn, ập vào trong cuộc đời của bạn, thì
thì bạn mới thảng thốt nhận ra rằng mình đã từng có những điều kiện hạnh phúc mà không biết giữ gìn. Cho nên khổ đau đến đây để nhắc cho bạn nhớ rằng bạn đã từng bỏ rơi những điều kiện hạnh phúc của mình. Và nếu bạn cứ tiếp tục như vậy nữa thì hạnh phúc sẽ tiếp tục như mỗi ngày lặng lẽ ra đi. Bạn là một người đã từng có hạnh phúc mà bạn không biết giữ gìn, phải chờ khổ đau đến gõ cửa, ập vào trong căn nhà của bạn, ập vào trong cuộc đời của bạn, thì bạn mới thảng thốt nhận ra rằng mình đã từng có những điều kiện hạnh phúc mà không biết giữ gìn. Cho nên khổ đau đến đây để nhắc cho bạn nhớ rằng bạn đã từng bỏ rơi những điều kiện hạnh phúc của mình. Và nếu bạn cứ tiếp tục như vậy nữa thì hạnh phúc sẽ tiếp tục như mỗi ngày lặng lẽ ra đi. Mình phấn đấu trên đời làm ăn để làm cái gì? Để làm cái gì? Nói là để giàu, không phải câu trả lời đó cả. Để hạnh phúc, phải không ạ? Hạnh phúc mới là mục tiêu cuối cùng của ta. Nhưng mà tiền bạc thật nhiều để làm gì mà nếu mà lòng mình cứ đau khổ, bất an, lo lắng, sợ sệt, bước ra chút sợ nó bắt cóc, bước ra chút sợ nó bỏ thuốc độc, nó ám sát thì để làm gì? Cho nên cuối cùng mục tiêu cuộc sống của ta vẫn là đi tìm hạnh phúc. Mà hạnh phúc là cái gì? Nó liên quan nhiều tới trạng thái của nội tâm. Do đó khi ta nghèo mà nếu ta biết sống ta vẫn hạnh phúc. Còn khi ta giàu ta không biết sống ta vẫn... Con người có tới hai nhu cầu lớn nhất và ngang nhau, đó là thương yêu và tự do. Thương yêu nhau mà cứ xiềng xích nhau, biến người kia là vật sở hữu của mình, thì dù tình cảm kia có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ gây đau khổ và tổn thương cho nhau. Cha mẹ đã hy sinh cho con cái rất nhiều rồi thì con cái mới có thể lớn khôn và thành nhân được. Cha mẹ đã làm rất tốt. Vậy thì cha mẹ hãy cứ tiếp tục hành trình vô cùng tuyệt vời ấy đi. Hãy tiếp tục hy sinh để các con được là chính các con, mà không ép các con phải thuận theo ý mình. Khi các con đã đủ khôn lớn rồi, đó là tạo mọi điều kiện tốt đẹp để các con được bay cao bay xa trong bầu trời thênh thang của các con, mà không giam giữ các con cho riêng mình. Xã là chất liệu cuối cùng để trắc nghiệm tình thương yêu chân thật, đẹp đẽ, cao thượng. Ngoài ba chất liệu khác, đó là từ, bi và hỷ. Nếu như gói gọn trong một món quà quý giá nhất để trao cho con, thì cha mẹ sẽ muốn trao món quà gì? Đó có phải là tình thương yêu đẹp đẽ nhất không? Vì khi trao đi tình thương yêu đẹp đẽ này, thì cả người nhận và người trao cũng đều hạnh phúc, đều lung linh rực rỡ hơn. Bí quyết để hạnh phúc giữa cuộc đời này đó là tùy duyên. Tùy duyên có thể dịch sang tiếng Anh là adapting to condition. Có nghĩa là cái duyên nó đã đi qua rồi đó, thì let it go. Còn cái duyên nào mà nó chưa tới đó thì đừng có ngồi đó mà ngóng cổ chờ đợi, tơ tưởng. Còn cái duyên nào mà đang có mặt trong hiện tại thì phải trân quý giữ gìn, nhưng mà phải let it be, đừng có nhúng mũi can thiệp nhiều quá. Đây là bí quyết. Cái tùy duyên nó có ba nghĩa. Những duyên đã đi qua rồi thì cho nó đi đi, đừng có luyến tiếc. Vì có luyến tiếc cũng không có nắm bắt được. Không ai có thể hạnh phúc nhờ luyến tiếc cả. Mà duyên nào chưa đến thì đừng có chờ đợi hy vọng. Không ai có thể hy vọng từ cái sự chờ. Không ai có thể hạnh phúc từ sự chờ đợi hy vọng cả. Và hãy cố gắng trân quý những nhân duyên
đang có mặt cùng với chúng ta. Cái vấn đề là chúng ta không biết những nhân duyên nào đang có mặt cùng với chúng ta. Mà nhiều khi chúng ta biết nhưng chúng ta không tin nó có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc. Có bao giờ chúng ta tin cái người thương ở bên cạnh chúng ta làm cho chúng ta có hạnh phúc không? Câu trả lời là có, nhưng mà những năm trước kia. Bây giờ ngồi lù lù một đống ở đây cũng ớn lắm, cũng ngán lắm. Anh làm ơn biến ra nơi khác giùm em, hay là em làm ơn biến ra khỏi cuộc đời của anh giùm. Thì bây giờ chúng ta sẽ bước sang một cái cung bậc mới. Nếu như các vị hiền triết, các vị thiền sư, các bậc giác ngộ đều đồng ý quan điểm rằng hạnh phúc chỉ có thể có mặt khi bạn có mặt, thân tâm bạn cùng có mặt. Cái nào có mặt trước, nhân duyên nào có mặt trước, trong giây phút này thì bạn sẽ tôn trọng nhân duyên đó trước, sống hết lòng với nhân duyên đó trước. Nhưng mà con người chúng ta còn kỳ bí lắm, còn sâu thẳm lắm, còn nhiều vấn đề lắm. Đó là kể cả khi chúng ta đang tiếp xúc rất sâu với các đối tượng đang có mặt trong hiện tại, kể cả khi chúng ta rất trân quý đối tượng mà chúng ta vẫn không hạnh phúc như thường, tại vì giữa ta và đối tượng có vấn đề, tại vì đối tượng đã làm tổn thương ta, tại vì ta đã làm tổn thương đối tượng, tại vì ta đã mang thành kiến về đối tượng đã mang thành kiến về ta. Cho nên tuy cả hai cùng có mặt trong giây phút của hiện tại nhưng vẫn không thể có hạnh phúc được. Thì bây giờ muốn có thể đồng hành được với các con đâu có dễ đâu. Đấy. Nó đâu có cho. Không cho đồng hành. Đấy. Là vì nguyên nhân đầu tiên là vì chính cha mẹ là những người rời các con trước để đi làm. Và giao các con cho vú nuôi hay là cho bên nội bên ngoại, bỏ một mình trước. Cha mẹ trở nên rất là phản ứng gay gắt khi con mình không có chịu ăn cơm chung, không chịu ngồi sẻ chia với mình, khi mà chính cha mẹ cũng ở trong những cái thế giới của điện thoại, của công việc, mang cả về tận nhà. Cha mẹ đâu có chủ trương để mà lúc nào cũng sẵn sàng khi về gia đình rồi là chỉ là tập trung gắn kết các thành phần với nhau đâu. Cho nên đứa trẻ 13, 14 tuổi, tuổi dậy thì là tụi nó muốn bứt phá ra hết để nó đi tìm sự tự do. Vậy cho nên nếu mà cha mẹ mà muốn đồng hành với người trẻ ở thời đại bây giờ, theo thầy là phải giỏi gấp đôi hơn hiện tại rất nhiều. Vừa làm kinh tế rất giỏi bên ngoài, vừa phải có tài thiết kế sự truyền thông kết nối với con cái của mình. Trong đó cha mẹ phải có cái wisdom, phải có cái insight, phải có cái hiểu biết rất là đúng rằng là thứ nhất, con mình chỉ có thể đồng hành với mình trước 18 tuổi là mình thời gian dễ đồng hành nhất. Phải tận dụng cơ hội này để đồng hành. Bao nhiêu cái sự bận rộn, dự án kiếm thêm đành phải gác lại để đổi lấy cái sự gắn kết đồng hành cùng với con. Vì mình biết rằng khi mình đồng hành cùng con á, trong giai đoạn này thì mới hy vọng trong một cái tương lai xa con mình nó còn có sợi dây kết nối với mình, còn thôi nó đứt luôn, đi luôn đó. Thứ hai á, là cha mẹ cũng phải bỏ cái tôi mình rất là nhiều. Vì cha mẹ biết rằng cái việc được con cho phép đồng hành á, giờ phải nghĩ tới cái chuyện là nó cho phép nữa đó. Vì khi mà tụi nó đi làm, tụi nó có người yêu, tụi nó có công ăn việc làm riêng rồi đó, có một con đường riêng rồi, gần như là quên luôn cha mẹ. Vì các bạn đã quen bị tách ra từ hồi nhỏ rồi. Trong doanh nghiệp cũng vậy. Không có cái khái niệm là phải gắn kết với người lớn. Và người nhỏ họ sẽ không thấy cái lợi ích gì để đi chung với người lớn. Cảm thấy bị chặn lại, bị làm phiền, cảm thấy rất nhiều lực cản từ người lớn. Vì thì chính cha mẹ phải thấy cái hạnh phúc là được đồng hành cùng với con. Thì con nó mới thấy cái hạnh phúc được đồng hành cùng với cha mẹ. Và trong cái sự đồng hành đó, người lớn đôi khi là trở về với con cái là phải nhường nhịn rất nhiều, phải nhịn nhục rất nhiều, chứ không có được là cấm đoán, không có được bỏ ý kiến riêng tư mình vào. Vì nó khó chịu quá là nó chặn luôn, nó không có cho mình đi vào trong cái thế giới của nó. Trong doanh nghiệp cũng vậy đúng không? Sếp thì và đó, nhân viên. Mình đang nói từ câu chuyện gia đình, mình nói qua câu chuyện doanh nghiệp. Con người chúng ta cần hai thứ quý vị. Cần tình thương và cần cái sự tự do nữa. Đừng vì nhân danh tình thương mà mình đánh mất đi sự tự do của bản thân, hoặc là kìm hãm, thao túng làm cho người kia mất hết tự do, thì tình yêu trước sau gì nó cũng sẽ rạn nứt và đổ vỡ.
Vì hồi đầu họ cũng cần tình yêu, tình thương, nhưng mà hồi sau thì họ cần thứ khác. Hỏi em cần gì? Em cần tự do. Anh cần gì? Anh cần tự do. Vậy trước kia sao không nói trước đi? Nói trước để người ta đỡ phải lao vào. Họ không có biết đâu, họ tưởng là họ chỉ cần tình yêu, tình thương thôi. Nhưng mà sâu thẳm trong tâm hồn, ai cũng cần tự do hết. Bây giờ tính sao đây? Đó là làm sao để mà trong thương yêu phải có tự do. Đừng có siết chặt ai hết, siết chặt là thất bại toàn tập. Vì trước sau gì họ cũng sẽ vùng vẫy ra khỏi chúng ta. Họ thấy rằng, à, người này thương yêu mình mà muốn cướp lấy chủ quyền cuộc đời của mình nè. Cho nên là họ bắt đầu rút ra khỏi tình yêu thương của chúng ta, mà chúng ta không hiểu tại sao. Vậy nên là một cái thứ tình yêu có trí tuệ, đó là phải biết rằng không ai có thể làm cho ai hạnh phúc hoài mãi, không ai có thể chịu trách nhiệm cuộc đời của ai cả. Chúng ta đến với nhau là vì chúng ta muốn hỗ trợ cho nhau thôi. Anh hãy giữ cuộc đời của anh, và em sẽ giữ cuộc đời của em. Bố cứ sống cuộc đời của bố, và con sẽ sống cuộc đời của con. Nhưng mà chúng ta là những người thân yêu, cho nên là sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia, đồng hành cùng nhau. Nhưng không được cướp lấy quyền tự do của nhau. Không ai cướp được đâu. Họ chỉ nạp mạng cho chúng ta một thời gian thôi. Khi họ tỉnh ra rồi thì họ cũng sẽ vùng vẫy và thoát ra. Lúc đó liên hệ sẽ đổ vỡ. Cho nên làm sao chúng ta phải đủ khôn ngoan, đủ trí tuệ để thấy rằng thương làm sao để mà cho nhau sự tự do. Vậy nên cho người đó đi ngắm cây đi, cho người đó đi phượt đi, cho người đó làm việc gì họ yêu thích đi, cho người đó họ được là chính họ đi, để rồi khi họ quay trở lại, họ dễ thương hơn, họ mạnh mẽ hơn, họ giàu giá trị hơn, thì họ bớt dựa dẫm vào chúng ta, họ không nhả độc vào chúng ta. Và chúng ta cũng vậy, hãy can đảm rút ra khỏi họ một thời gian để trở về với bản sắc của mình, để làm giàu tâm hồn của mình, để có tự do, có bình an, có yêu thương. Làm sao mình có thể thương yêu một người nào đó mà không làm khổ họ? Hoặc là làm sao mình có thể thương yêu một người nào đó mà mình làm cho họ có hạnh phúc? Thương yêu thì là dễ rồi. Tại vì trong bản năng chúng ta nó có chứa sẵn cái khả năng thương yêu mà. Muốn thương ai mà không được. Nhưng mà thương mà làm cho người ta có hạnh phúc thì rất khó. Thương làm cho người ta khổ thì rất dễ. Cho nên muốn thương một người nào, theo tôi là phải học đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có những cái trường để dạy về thương yêu. Họ dạy cái gì đâu không à, chứ không có dạy thương yêu. Cho nên chúng ta biết học ở đâu bây trừ? Tự học thôi. Tự quan sát đời sống xung quanh, tự đọc sách, tự nghe các thầy thuyết giảng, tự tìm đến tôn giáo để cố gắng tìm những cái viên ngọc quý ở trong đó. Rồi cuối cùng mỗi người tự rút ra những cái cách cho riêng mình. Nhưng mà tiếc thay, những cái gì mà chúng ta học được lại không có khớp, không có trùng hợp, không có sử dụng được trong trường hợp giữa mình với người thương của mình. Chúng ta chậm mất rồi. Đáng lẽ ra là mình phải học thương yêu trước khi mình lập gia đình chứ. Tới giờ này có 2-3 mặt con rồi, con mình nó phản ứng rầm rầm rồi, con mình nó gầm rú lên về cái sự xiềng xích của mình rồi, thì mình mới bắt đầu đi tìm những cái lớp tìm hiểu tâm lý trẻ con, hay là làm sao để con cái và cha mẹ kết nối được với nhau. Tất nhiên như vậy nó vẫn còn là tích cực, vẫn là một hành động tích cực, có cố gắng, nhưng mà có thể là khá muộn. Tại vì mình đã để lại một vết thương trong lòng con của mình rồi. Khó lắm. Tôi đang ngồi với các em như vậy, tôi thấy để có thể chữa lành vết thương của các em rất là khó. Các em nó vẫn tin cha mẹ là kẻ thù,
cha mẹ là đối tượng nguy hiểm thì tội cho cha mẹ quá. Tại vì cái gốc là cha mẹ rất là thương con, nhưng mà vì không biết cách thương, không biết cách thương. Tôi nói thiệt là một trong những cái bí quyết để giữ tình yêu đó là bạn phải biết cách lờ tình yêu đi. Nghe nó kỳ cục nhưng mà thiệt. Tại vì nếu mà bạn cứ chăm bẩm vào đối tượng đó, bạn quan trọng cái đối tượng đó thì họ sẽ khinh lờn bạn, họ sẽ làm nư, và họ sẽ bỏ rơi bạn. Tại vì họ biết rằng bạn sẽ không bao giờ bỏ được họ. Nói như nhạc sĩ Y Vân là tình là tình, nhiều lúc có như không. Tức là bạn cố càng cố gắng mà không được gì hết. Nhưng mà nhạc sĩ Y Vân còn nói tình là tình, nhiều khi không mà có. Có nghĩa là nhiều lúc bạn không cần đầu tư gì hết, không cần phải chăm bẩm gì hết, không cần phải quan tâm gì hết, mà nó có, mà nó đến với bạn. Hắn thấy bạn sắp sửa bỏ rơi rồi thì hắn phải lật đật quay về để giữ bạn chứ. Nhưng mà bạn không dám chơi cái trò đó, nguy hiểm lắm, lỡ bỏ thiệt làm sao. Cho nên tới giờ này bạn vẫn cứ là nạn nhân của tình yêu, là do bạn, do người kia một phần, mà do bạn là một phần. Thì cái trong hai cái sự lựa chọn mà tôi đưa ra đó, thì để cho anh kia tỉnh ngộ thì hơi khó. Ít nhất là bạn đang có mặt ở đây, bạn đang quan tâm tới vấn đề này, bạn nghe tôi chia sẻ, hoặc là bạn có thể đã từng nghe tôi chia sẻ rất nhiều về thiền chẳng hạn, thì bạn nên là người xung phong thay đổi trước. Sự thay đổi ở đây đó chính là bạn hãy cố gắng trở về sống cho cuộc đời của bạn đi, bớt chờ đợi, bớt hy vọng vào người kia. Nếu người kia thật sự còn thương bạn, còn duyên với bạn, thì tự động người đó sẽ quay về bạn. Khi người đó quay về mà trong cái tâm thế bạn ít cần người đó, thì tình yêu đó thuộc về bạn. Còn nếu mà bạn quỳ lị, bạn van xin, bạn rượt đuổi để có chút cảm giác được yêu thương, cho dù bạn có nắm được thì nó vẫn không thuộc về bạn, nó sẽ tan biến bất cứ lúc nào. Và nếu bạn can đảm tin vào tôi đó, thì bạn lờ đi, dành thời gian cho chính bản thân mình, làm mới bản thân mình từ thể chất cho tới tinh thần. Hãy làm một cái đóa hoa đi. Bạn thấy là hoa thì người kia mà có bị bên ngoài bội bạc hay là vùi dập thì quay trở về vẫn có một đóa hoa để mà thưởng thức. Còn nếu bên ngoài đánh tả tơi về mà thấy mình là một cái gì đó không biết, một đóa hoa héo, thì người kia không biết đi đâu nữa đó. Nhiều khi muốn quay về rồi mà thấy mình chán gần chết. Tại vì bạn mà càng tỏ vẻ ra quỳ lị người đó thì người đó càng chán. Thì người đó thấy bạn chẳng qua là dựa dẫm thôi, còn bạn ra vẻ không cần hoặc là ít cần, thì người đó biết là bạn đang bắt đầu chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn rồi. Người kia sở dĩ mà rời bỏ bạn có thể là vì người đó quá mệt vì cái sự dựa dẫm của bạn, quá mệt. Cho nên đã tới lúc bạn cần phải quay về để nắm lấy chủ quyền của cuộc đời mình. Đừng chờ đợi, đừng hy vọng. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Có một câu hỏi được gửi lên cho thầy. Người ta có thể làm phiền não mình, nhưng mà mình không phiền não là được. Mình không có quyền yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thương cho mình. Mình có quyền bày tỏ, có quyền điều chỉnh bản thân mình sao cho lành thiện, dễ thương. Và mình có quyền đối xử tốt đẹp với tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không phải lấy đó để làm cái điều kiện yêu cầu tất cả mọi người phải hiểu và thương cho mình. Phải không ai trên đời này có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương cho bạn đâu. Bạn đang gieo cái hạnh phúc của mình vào bàn tay của người khác. Người ta muốn bạn vui thì người ta nói câu này, người ta muốn bạn khổ người ta lật lại cái kia. Vậy mình có làm chủ cuộc đời mình không? Không. Nếu mà mình buồn vui sướng khổ mà mình giao cho người khác thì đi suốt cuộc đời này mình không thể nào mà bình an hạnh phúc được. Người ta hiểu và thương, dạ cảm ơn. Người ta không hiểu và thương cũng cảm ơn. Tại sao? Tại người ta chưa thông cảm được với mình. Và mình cũng không hề có cái quyền, người ta cũng không có cái nghĩa vụ phải hiểu và thương lúc nào cũng nói tử tế với mình được. Phải đi qua thương đau đến nghiệt ngã, cận kề cái chết mình mới tỉnh ra. Mình đến cuộc đời này không phải là để kiếm thật là nhiều tiền. Mình đến cuộc đời này không phải để làm được nhiều việc, để chinh phục cái này cái nọ, để trở thành ai. Mình đến cuộc đời này trước hết là để sống một đời sống sâu sắc cái đó. Một đời sống sâu sắc là trong đó mình phải thụ hưởng được
những tặng phẩm mà trời đất khiến tặng. Tại sao cũng là một kiếp người mà có những giống dân, có những cộng đồng ở những miền quê, những nơi xa xôi hẻo lánh gọi là nhà quê đó, mà họ có quá nhiều thời gian để sống trong một ngày, vì họ làm có nửa ngày thôi. Họ chấp nhận thu nhập thấp, họ chấp nhận một đời sống tối giản. Để làm gì? Để họ dành thời gian đó để họ chơi, để họ sống sâu sắc, để họ chăm sóc bản thân họ, chăm sóc những người thân yêu của họ, họ chăm sóc làng xóm, cộng đồng, để họ kết nối sâu với sự sống. Và vì họ chấp nhận thu nhập thấp, sống tối giản, cho nên có 4-5 tiếng để làm trong ngày, họ cũng làm trong sự thư giãn, thoải mái, đủ ăn thôi, không cần dư giả để làm gì, để khoe mẽ, để thể hiện, không có ý nghĩa gì đối với cái chết cả, đối với một đời sống con người quá ngắn ngủi cả. Vì chúng ta tưởng là chúng ta sống tới 200-300 năm phải không? Hay là 500 năm? Thậm chí là chắc sống hoài không chết. Cho nên bây giờ vẫn còn cứ đi kiếm chuyện người này người nọ, còn giận hờn, vẫn còn hoang phí thời gian cho những thứ không cần thiết, chiều chuộng lòng ham muốn thiếu hiểu biết của mình, để rồi mất 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, lấy đi cả tuổi thanh xuân, để rồi cuối cùng chán. Ngày xưa mà mình muốn cưới người đó, ai cản lại mình, mình ghét người đó lắm đó. Còn bây giờ thì mình ghét luôn cái người mà mình muốn cưới. Mình ghét những người cản mình, tại sao không cản thêm nữa? Đó là mình chứ ai. Cũng đam mê đó, cũng cao hứng đó, rồi cũng mãnh liệt lồng lộn đó, rồi chán chường mà muốn rút lui cũng đâu phải dễ. Phải trả một cái giá rất đắt mới được rút lui, đó là chia nửa gia tài. Rồi rút ra bài học kinh nghiệm, rồi lại rút ra bài học kinh nghiệm, rút hoài, rút mãi, rút hết cả đời người. Vì mình tưởng là mình còn sống lâu lắm, nhưng mà đại dịch đã làm cho chúng ta sáng mắt là bất cứ người trẻ nào cũng có thể rời xa cuộc đời này. Thật ra không phải đợi đến đại dịch đâu. Nếu mình chịu khó quan sát và ghi nhận sự thật, mỗi ngày có biết bao nhiêu cái chết trẻ, từ những vụ tai nạn, từ những cái chuyện họ muốn tự kết liễu cuộc đời của họ, vì những nỗi cô đơn, tuyệt vọng, vì những tổn thương về tâm lý. Và chúng ta làm sao dám chắc chúng ta sẽ không trở thành một trong số đó? Đâu ai dám chắc rằng ngày mai mình sẽ không bị trầm cảm, bỗng dưng có rất nhiều điều kiện hạnh phúc vậy đó, mà vẫn cứ muốn tự tử, vẫn cứ muốn lao đầu từ trên lầu xuống. Vì trong chúng ta luôn luôn có những con quái thú, mà mỗi người đến với cuộc đời này, ngoài việc thụ hưởng những giá trị màu nhiệm mà đất trời đã ban tặng, ngoài việc sử dụng những tài năng, những sự thông minh mà trời đất đã ban tặng trong cái cấu trúc di truyền của chúng ta, thì chúng ta phải hoàn tất một cái bài tập, đó là khống chế tham sân si, đó là chữa lành những vết thương trong hành trình từ khi có mặt trong cuộc đời này cho tới bây giờ. Đó là điều phải làm. Vì có hưởng thì phải có chịu. Mà nếu chúng ta từ chối, chúng ta không muốn nhìn sâu vào, không muốn thừa nhận những vết thương của mình, thì nó vẫn cứ tiếp tục giật dây và chi phối cuộc đời chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên vô cảm trước những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Làm sao mình có thể thương yêu một người nào đó mà không làm khổ họ? Hoặc là làm sao mình có thể thương yêu một người nào đó mà mình làm cho họ có hạnh phúc? Thương yêu thì là dễ rồi, tại vì trong bản năng chúng ta nó có chứa sẵn cái khả năng thương yêu mà. Muốn thương ai mà không được? Nhưng mà thương mà làm cho người ta có hạnh phúc thì rất khó.
thương làm cho người ta khổ thì rất dễ. Cho nên muốn thương một người nào, theo tôi là phải học đàng hoàng, tử tế. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có những cái trường để dạy về thương yêu. Họ dạy cái gì đâu không à, chứ không có dạy thương yêu. Cho nên chúng ta biết học ở đâu bây trừ? Tự học thôi. Tự quan sát đời sống xung quanh, tự đọc sách, tự nghe các thầy thuyết giảng, tự tìm đến tôn giáo để cố gắng tìm những cái viên ngọc quý ở trong đó. Rồi cuối cùng mỗi người tự rút ra những cái cách cho riêng mình. Nhưng mà tiếc thay, những cái gì mà chúng ta học được lại không có khớp, không có trùng hợp, không có sử dụng được trong trường hợp giữa mình với người thương của mình. Chúng ta chậm mất rồi. Đáng lẽ ra là mình phải học thương yêu trước khi mình lập gia đình chứ. Tới giờ này có 2-3 mặt con rồi, con mình nó phản ứng rầm rầm rồi, con mình nó gầm rú lên về cái sự xiềng xích của mình rồi, thì mình mới bắt đầu đi tìm những cái lớp tìm hiểu tâm lý trẻ con, hay là làm sao để con cái và cha mẹ kết nối được với nhau. Tất nhiên như vậy nó vẫn còn là tích cực, vẫn là một hành động tích cực, có cố gắng, nhưng mà có thể là khá muộn, tại vì mình đã để lại một vết thương trong lòng con của mình rồi. Khó lắm. Tôi đang ngồi với các em như vậy, tôi thấy để có thể chữa lành vết thương của các em rất là khó. Các em nó vẫn tin cha mẹ là kẻ thù, cha mẹ là đối tượng nguy hiểm, thì tội cho cha mẹ quá. Tại vì cái gốc là cha mẹ rất là thương con, nhưng mà vì không biết cách thương, không biết cách thương.